có cái màu xanh. Ui xưa. Xưa. Đấy. Quá cao. Nhìn phải vừa gần mét. Và mọi người nhìn này. Con này. Ui dạ. Kéo lên quấn lên người. Bạn thấy chưa? Xin chào tất cả mọi người đã đến với video tiếp theo của mấy anh em mình nhé. Xin chào mọi người. Đấy, thì sau cái sự việc hôm qua thì mọi người đều biết, tức là lúc anh em mình ra đấy thì cái người mà người đã bắt được con hổ chúa đấy thì người ta bỏ chạy. Thì nói chung là nó cũng chả hiểu mình, đến bản thân mình cũng chưa hiểu rõ là tại sao họ phải bỏ chạy. Và một số người thì nói là người ta vô tình người ta bắt được, mà người ta bắt được nó ở chỗ hoang hóa chứ nó người ta không bắt được ở trong nhà mình. Nên là mình chỉ có đàm phán để nói chuyện, người ta có thể xin hoặc mua được hoặc chuộc lại rắn, chứ mình không được quyền làm như thế. Thì tất nhiên cái đấy nó là đúng mọi người nhé. Đến lúc đấy mình cũng chỉ định xuống là nói chuyện và có thể là mình sẽ mua lại. Thế nhưng mà họ lại bỏ chạy. Thì mình cũng không biết là vì lý do gì mà họ chạy cả. Hoặc là có thể họ mới biết là đây là con hổ mang chúa. Họ lại sợ là đông người đến rồi là gây gổ, rồi là có thể là sẽ họ sẽ liên quan đến cái pháp luật, cho nên là họ bỏ chạy. Nhưng mà này, thực ra hôm qua anh em mình đến chỉ là muốn là để nói chuyện, để xin chuộc lại con rắn đấy thôi, chứ không ai có một cái mục đích gì cả. Thì sau khi mà tìm lại được con hổ chúa đây rồi thì hôm nay mình sẽ quyết định là anh em mình sẽ làm một cái video này để chắc là sẽ làm một cái video cuối cùng để cho mọi người nhìn thấy một đôi rắn hổ mang chúa như thế. Rắn hổ mang chúa cũng rất là nhiều, con to cũng có, con nhỏ cũng có, nhưng cái màu sắc của nó thì chỉ nổi bật nhất là hai màu, tức là chỉ có đen hẳn và hơi đen vàng tí lâu. Đấy, chứ nó lại không có một cái màu sắc nó nổi biệt như cái cặp rắn này. Thì cặp rắn hổ mang chúa này thì tức là trước đây thầy mình nuôi thì nó tìm được nó từ lúc còn rất là bé. Lúc ấy nó chỉ, lúc mà mình được biết ấy, thì nó chỉ bằng nửa cổ tay mình thôi. Nó như kiểu cái chui liềm ấy. Thế nhưng mà lúc đấy thì nó lại là một cái màu sắc khác. Lúc đấy là mình thấy là trực tiếp mình đã từng nhìn thấy nó là màu trắng cơ. Có là cái phần người của nó trắng và cái đuôi nó vẫn là đen, chứ nó cũng không trắng hẳn mà nó cũng không đen hẳn. Thế nhưng mà đến bây giờ thì sau rất là nhiều năm thì là không gặp mà cũng không được biết là nó như thế nào. Thì đến hôm vừa rồi mình có làm mơ về đôi rắn này. Đấy. Và khi tìm được nó theo cái cách của thầy mình vẫn sử dụng từ ngày xưa ấy, thì là nó lại là đôi màu, nó lại có màu vàng đen. Đấy. Nó không trắng hẳn cũng không vàng hẳn, gọi là màu hoe hoe vàng. Đấy, mọi người xem thì mọi người có thể thấy là cái màu sắc của cái cặp hổ mang chúa này nó rất là nổi bật và khác biệt. Đấy, thì có lẽ là cái video ngày hôm nay cũng là một cái video cuối cùng mình quay về hai con hổ mang chúa này. Thì sau cái video ngày hôm nay thì mình sẽ thả hai chú hổ mang chúa này. Đấy, về đúng cái nơi mà nó đáng lẽ ra là được ở đấy. Đấy, và thả cái video thả thì chắc chắn là mình sẽ không quay video đâu. Bởi vì là nói chung là quay video thả thì cũng có một số anh em trong nghề. Đấy, hoặc cũng có một số người nghĩ là về cái lợi nhuận, về cái giá trị của cặp rắn này sẽ tìm đến cái điểm mình thả ấy, để mà săn tìm cái đôi rắn này để bắt. Cho nên là cái video thả thì chắc chắn là mình sẽ không quay nhé mọi người nhé. Mà mình sẽ mang cái đấy thả, và nếu như là vẫn có duyên, cũng như là cái vấn đề mà nó vẫn còn nghe mình thì sẽ có một cái thời điểm nào đấy mình có thể là lên và đi tìm và gặp nó thì mình sẽ review nó cho mọi người xem thôi, chứ mình sẽ không để ở nhà mình nữa, mà cũng không để trên lăng mộ, gần khu lăng mộ của tướng quân nữa. Và sau kết thúc cái việc thả cặp rắn này thì mình sẽ tiếp tục đến cái việc xử lý đến cái việc mà hai vong linh đi theo cặp rắn này. Đấy. Hôm trước thì mình có nói chuyện cũng như là
giải quyết cái việc này cùng với mẹ nuôi của mình ở Hưng Yên. Thế nhưng mà thầy thì lại nói như thế, và mình cũng đã có kết quả của cái việc mà mẹ nuôi của mình ở Hưng Yên ấy, tức là có đồng ý hay là có thỉnh được vong đi hay không thì cũng đã có kết quả rồi. Nhưng mà cái vấn đề đấy thì mình sẽ quay sau vào cái video sau cho mọi người xem. Thế còn cái video ngày hôm nay ấy, là một cái video là mình đã tìm được hổ chúa về, một con về, và một con thì vẫn ở đấy. Thì bây giờ mình đã di chuyển nó ra đây rồi, và mình sẽ review cho mọi người xem tập phần này, gọi là review cho mọi người xem, mọi người sẽ thấy được cái cặp rắn hổ công chúa này là một lần, gần như lần cuối cùng mình sẽ quay. Còn sau này nếu như gặp lại được nó thì mình sẽ quay về nó, còn không gặp lại được nó thì đây sẽ là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cái cặp rắn hổ mang chúa này. Bình thường con hổ mang chúa nó rất là bình thường, nó cũng không có gì nổi bật cả, nếu như nó không có một cái màu sắc nó như thế. Và đến bây giờ thì là mình sẽ review cho mọi người xem đôi này nó như thế nào nhé mọi người nhé. Đây nhé mọi người nhé. Đấy mọi người có thể thấy là đây, hai chú hổ mang chúa đây. Nó nói chung là mình sẽ phải giữ lại, không thì nó sẽ đi mất, thì sẽ không review được cho mọi người xem. Đấy, thì đây là một cái cặp hổ mang chúa rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó cũng dọa mình như thường thôi, chứ cũng không phải là kiêng nể gì cả. Bản năng của nó. Đấy. Mọi người thấy hai con, hai bên. Nó sẽ, nếu bây giờ mình thả ra này, nó sẽ đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau. Thế nhưng mà kiểu gì nó cũng tìm được. Kiểu gì thì nó cũng tìm được thấy nhau, bởi vì chúng nó sẽ có một cái mùi đặc trưng. Mọi người nhìn nó quấn vào hai tay mình. Đấy. Đấy mọi người thấy chưa? Hai con nó quấn. Không được dọa tao nhớ chưa? Mày biết tao rồi đấy. Đấy mọi người. Úi giời, nắng lên này nhìn nó đẹp này. Đấy. Nắng với tí. Còn này nắng lên thì mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái màu của nó khi có ánh nắng. Đấy. Mọi người thấy chưa? Nó rất là nhanh. Rất là nhanh nhẹn. Xin chào. Mọi người thấy chưa? Cho mọi người ngắm một tí rồi lần sau gặp lại nhé. Đấy mọi người thấy chưa? Nó rất là hung dữ đấy. Nếu bình thường thì nó mọi người sẽ cảm nhận được nó bình thường thôi. Thế nhưng mà đến lúc mà nó cần hung dữ lên thì nó cũng rất là hung dữ. Đấy, mọi người nhìn đi. Đấy, thấy chưa? Nó rất là đẹp. Quay thôi. Kinh nhỉ. Đấy. Nó có thể nó đang ngầm ngoài nó dọa Quỳnh ấy. Đấy. Đằng sau kìa. Anh đằng sau anh nhìn. Ông đằng sau này ông ấy còn dọa mình nữa. Đây. Úi giời, úi giời, úi giời. Hai con. Mọi người, hai con. Đấy, con này nhìn này. Úi giời. Giữa hai con này mệt phết đấy. Bởi vì là đây. Đấy. Mọi người thấy chưa? Hai, giữa hai con này khá là mệt. À, mình nhìn này. Đấy, nó thả, ui con kia nó nhìn theo Quỳnh. Nó theo di chuyển đấy. Nó theo di chuyển. Chỗ này thì cái này. Đặt ra đây. Đây. Đấy mọi người nhìn này. Hai con nó đặc biệt là có cái màu úi giời. Đấy. Quá cao. Nhìn phải vài gần mét. À, mọi người nhìn này. Đi con này. Úi giời. Anh ấy trèo lên. Nó quấn lên người. Sao? Sao? Đội mũ tớ không? Cho đội mũ. Đấy.
rất là đẹp. Úi giời, nó lao ở chỗ Quỳnh ấy. Rồi thôi, làm gì đâu mà. Nó cáu, nó trêu, nó vui đầu. Nó giật, tôi không biết cái gì. Mọi người nhìn này. Úi giời, đấy. Mọi người thấy phản ứng của nó chưa? Rất là nhanh. Để mà làm việc với hai chú hồi chúa cùng một lúc mình. Rất là nhanh nha. Thì tinh thông ấy. Một con thì là một con to hơn một chút. Đấy, như con bên này thì to hơn một chút. Thế còn con này thì lại bé hơn một chút mọi người ạ. Nên là vật lộn với hai con này cũng rất là mệt. Đấy. Có một số người thì nói là con rắn này bẻ lanh rồi chúng mày diễn. Bởi vì họ chưa tiếp xúc với rắn hổ mang chúa bao giờ. Có thể là chỉ là những con rắn thổ châu hay hổ mang bình thường thôi. Họ cũng rất là sợ hãi rồi. Thế còn thì hai hổ mang chúa thì mọi người có thể biết là mình cũng va chạm rất là nhiều. Mình phải nói một cái vấn đề như này để mọi người hiểu một chút này. Gần đến mọi người xem YouTube, mọi người xem rất là nhiều. Nhưng để mà nói về trên Việt Nam thì để mà nói một cái kênh YouTube mà chạm trán với nhiều hổ mang chúa nhất thì chắc ngoài kênh của mình ra là không có kênh này là chạm trán với hổ mang chúa nhiều nhất. Kể cả những kênh lớn hơn kênh của mình cũng không thể nào mà chạm trán được nhiều hổ mang chúa như kênh Sao Đó Là Rừng Vùng Cao. Bởi vì sao? Bởi vì là mình đây ở gần rừng. Đấy. Và những cái chú rắn thì nó rất là nhiều. Thì cũng có một số người có thể là không tin, nhưng mà phải về trải nghiệm thực tế thì sẽ cảm nhận được là nó như thế nào mọi người nhé. Đây, con này, bây giờ nó sẽ quay lên về nó tấn công ngay này. Đấy, con đấy Quỳnh thằng kia nhá, nó dọa mày ấy. Hai chú. Úi giời. Úi, mọi người thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy, nó rất là nhanh. Úi, con này. Úi. Đấy, những cái pha như thế thì nếu như không đủ bình tĩnh hay như là không đủ tự tin thì rất rất khó có thể kiểm soát được nó. Đấy mọi người nhá. Nói gì chứ những ai chưa tiếp xúc rắn thì đứng xa. Đấy. Bản thân mình cũng là tiếp xúc nhiều còn đang rất e ngại. Úi, mọi người thế. Ôi trời. Đấy mọi người nhá. Thì bây giờ mình đã phải cất đi một chú rồi. Vì là một mình kiểm soát hai chú nó rất là mệt. Đấy, và nguy hiểm. Bây giờ nên mình đã cất đi một chú. Còn một chú này thì mình sẽ review cho mọi người xem được nào. Nó rất là ghê gớm. Nó dọa cả mình ấy. Mọi người có thể thấy được cái màu sắc của nó khá là nổi bật. Đấy. Màu sắc của nó khá nổi bật. Đấy cho nên là nó hiếm thấy ở cái vấn đề là như thế. Đấy. Cho nên muốn review để mọi người xem. Nó cứ dọa. Bị ấn đầu ấy. Nó dọa. Đấy, mọi người thấy chưa? Khi làm nó giật mình nó sẽ rất là khó chịu. Cũng như bản thân con người mình thôi. Khi giật mình thì nó sẽ tạo lên những cái tình huống bất ngờ. Và đằng lúc đang không thoải mái. Rồi bạn. Nếu tính về tuổi thọ thì đôi này nó cũng kém mình tầm khoảng hơn chục ấy. Hơn chục tuổi ấy nhỉ. Nhỉ. Đấy. Bạn thì bạn thế thôi. Nhưng mà cũng vẫn phải đề phòng nó mọi người. Bạn đùa cái mình không biết đâu được. Bạn ấy cắn đùa cắn yêu cái là cũng rất là mệt. Đấy mọi người nhé, thì review cho mọi người xem vậy thôi. Nhưng còn chắc chắn là mình sẽ đem đôi rắn này đi thả. Bởi vì đôi rắn này nó là kỷ vật của thầy mà, nên là mình sẽ đem nó đi thả. Mọi người thấy nó rất là
đẹp, quá đẹp luôn. Đấy, mọi người thấy chưa? Khuất mặt luôn đấy. Đấy thôi, những con mà những con anh em mình gặp thì không có con nào được cái màu sắc nổi bật vậy. Mẫu không, mình không cần gũi như này được. Nói gì nói đấy, vừa dạ dữ thôi chứ cứ bao giờ phải đấy đâu mà. Đây mọi người này. Thôi, thôi nhá. Cho mọi người ngắm một tí rồi tao cho mày đi về nhà, cái nơi mày hai đứa mày đang ở nhá. Nhiều lúc quay cận cảnh này chắc là ít người sẽ dám làm như thế này á. Báo cáo mọi người, camera đang rất zoom nhé. Hư nè, dọa dẫm gì. Rất là đẹp. Thôi cổ của nó, nghe tiếng thở của nó sướng. Thôi nói chung là mình sẽ kết thúc cái video ở đây cho mọi người nhé. Và để mình sẽ di chuyển cái cặp hổ mông chúa này đến cái nơi mà mình sẽ thả nó. Còn thả như nào, thả ở đâu thì mình xin phép mình sẽ không quay mọi người xem được nha mọi người nhé. Thì hẹn gặp mọi người những video tiếp theo nhá. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhá. Ui giời ơi. Cuốn hạ lái chân luôn này mọi người. Tôi cuốn hết hình dấu số 8 luôn. Cuốn hai chân luôn. Đây. Chặt nhỉ.